Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trên tay mình đang là một cái công tắc thông minh nha, Sonos nè. Mình mua với giá là 268 ngàn để mình thay cho cái công tắc ở nhà mình ha, công tắc phòng. Tôi có cái này là chắc tem QC này, còn đây là cái sách hướng dẫn nha các bạn, hướng dẫn lắp đặt với lại cài app này. Đây bên đây là tiếng Anh các bạn có thể xem nè. Đây là ổ cắm của chúng ta. Cái ổ cắm này là mình về mua về mình thay luôn cho cái ổ cắm ấy, cái công tắc này nè, mình mua về là mình thay vừa luôn cho cái ổ cho cái công tắc ở nhà mình nha các bạn, là vừa luôn với cái hộp điện âm tường nha. Cũng khá là nhỏ gọn thôi, điều khiển bằng wifi nè. Ở đây có hai cái công tắc. Cái nhược điểm của cái công tắc này nè là nó chỉ có công tắc thôi, nó không có kèm ổ cắm gì trong này. Cho nên nếu mà các bạn muốn thay thì các bạn phải suy nghĩ là có nên thay không, hoặc là phải khoét thêm cái lỗ nữa để các bạn gắn ổ cắm nha. Ở đây mình sẽ khoét thêm một cái lỗ nữa. Đây là cái ổ cắm nhà mình nè, mình sẽ thay qua chỗ này nè, mình sẽ thay vô đây. Và ở đây có hai cái ổ cắm nè, bạn thấy không? Mà cái này nó lại không có ổ cắm, cái nhược điểm của nó là vậy á. Cho nên nếu mà muốn thay thì các bạn phải tháo này ra, không dùng ổ cắm, hoặc là các bạn có thể khoét thêm một cái kế bên nữa để gắn một cái ổ cắm riêng nha các bạn, gắn nó vừa luôn đó, khá là nhỏ gọn. Nút này là nút cảm ứng nha. Ở đây mình chuẩn bị một cái ổ cắm riêng nha, mình sẽ lắp riêng qua một chỗ khác, mình mua cái loại này. Mình mua cái loại này nè, để mình này thì chỉ cần ghim ghim thôi, không có dùng ốc nha các bạn, khá là tiện luôn. Úp. Bây giờ mình sẽ bắt cái công tắc này trước nha, rồi sau đó mình sẽ khoét cái lỗ. Rồi, như vậy là mình đã đấu song song nha, ba cái ổ cắm này, ba cái ổ cắm này lại với nhau này.
Rồi bây giờ mình khoét tường và gắn nó vô nha các bạn. Ê, các bạn nhìn này cũng khá là dễ lắp nha các bạn. Ở đây các bạn nhìn thấy đây, mình có hai cọng dây nguồn nè, hai cọng dây xanh to này nè, là hai cọng dây nguồn nè, và hai cọng dây này, nó rời nè, đó, dây đôi á, dây đôi này nè là của công tắc nha các bạn. Thì mình cấp nguồn cho cái ổ cắm này, xong rồi mình lấy hai dây nguồn này ra này, hai dây nguồn này mình cấp nguồn cho cái công tắc thông minh này. Các bạn nhìn ngay chỗ này nó có LN nè, đó là hai nguồn điện vào, rồi L1, L2, L3 gì đó là công tắc nha các bạn. Thì mình thì các bạn xem nè, hai dây xanh này nè, đó hai dây xanh này nè, thì mình nối vào trong cái đó, hai dây xanh này mình cho vào N với L này, đó N với L, rồi hai cái dây công tắc mình đưa qua L1 và L2, vậy là xong nha các bạn. Mình tách riêng ra, mình dùng một ổ cắm này và một cái chỗ này mình khoét thêm. Hiện tại là mình cúp CB nha, không có điện nha, cho nên cứ thoải mái mà làm. Rồi bây giờ mình gắn cái ổ điện này vô đây nha. Rồi, xong rồi các bạn, bây giờ mình bật CB lên để thử coi nó chạy được nha các bạn. Cái công tắc này mình chưa là của cái này nè, mình chưa có bắt đèn nha các bạn, cho nên mình để không đi nha. Rồi sáng rồi, mình thử quẹt xem cái ổ cắm chạy nha. Rồi ổ cắm này xài được nha, công tắc này cũng xài được luôn. Và bây giờ mình sẽ cài cái này vô cái ứng dụng để bật tắt quang điện thoại nha các bạn. Để cài đặt thiết bị đi nha các bạn, thì đầu tiên các bạn nhấn giữ 5 giây nè. Đó, cho cái đèn này chớp 3 cái liên tục nha các bạn. Rồi, sau đó các bạn vào ứng dụng EWLink nha. Đây. Rồi, các bạn ấn vô dấu cộng. Rồi các bạn ấn tiếp vô là Quick Bending nè. Nhập vào mật khẩu này, các bạn nhấn tiếp theo. Rồi, các bạn chờ khoảng 3 phút cho thiết bị nó kết nối. Đó, đang xử lý nè, đang đăng ký nè. Tìm thấy thiết bị nha các bạn. Rồi các bạn chỉ cần đặt tên cho nó thôi. Thiết bị của cái thiết bị này thì mình đang là công là phòng ngủ đi. Rồi, hoàn thành. Rồi, cài đặt xong rồi nha các bạn. Đó, tắt đèn nè. Anh này tắt tất cả, quên. Đây là tắt tất cả này, còn đây là bật nè. Tắt nè. Bật nè. Tắt nè. Đó, bây giờ mình đã bật tắt được thiết bị của mình rồi nha các bạn.
Cái này là mình cái công tắc này là mình chưa có gắn đèn. Đây, đây là phòng ngủ trên A1 trên A2 nè. Mình sẽ chỉnh tên cho nó là ví dụ như là đèn nha. Đồng ý. Đồng ý. Rồi, mình sẽ đặt tên cho nó là đèn. Bây giờ mình bật tắt nha các bạn, cũng cái này cũng khá là đơn giản này. Mỗi lần mình nhấn một cái thì cái điện thoại mình nó rung á các bạn nghe này. Đó, là nó đều rung để cảnh báo để nhận biết là chạm thành công nha. Rồi, mình kết thúc video tại đây. Nói chung là video hôm nay mình hướng dẫn các bạn lắp cái ổ cái công tắc thông minh Sonos nha. Mình thấy nó hay nên mình về mua về mình lắp vô phòng của mình á, lắp khá là đơn giản luôn, nó vừa với lại cái công tắc cũ của nhà mình luôn, nó vừa kích thước luôn, mình mua về mình chỉ cần thay vô là chạy được à. Rồi, nếu bạn thấy hay hãy like và chia sẻ video với mình và nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Xin chào.